Rồi có bạn hỏi tôi là muốn làm một cái test giới thiệu ở dưới phần banner này thì làm sao? Thì dễ lắm, add to sales element, test giới thiệu đúng không? Giới thiệu của mình có hình nền không? Có màu nền không? Nếu có màu nền thì chọn section giùm tôi. Đó. Có nền thì chọn section, tôi chọn section. Đó. Rồi do cái giới thiệu này nằm trên cái này đây. Trên cái trên nhãn tượng đây. Rồi sau đây đặt tên là giới thiệu ha. Rồi trong giới thiệu này mình sẽ giới thiệu có màu nền phải không? Màu nền thì mình chọn màu nền, vô màu nền này đi. Đó. Còn dưới trên dán tường đây thì nếu mà trên giới thiệu có màu nền ở dưới đây cho màu trắng, bỏ lại màu trắng đi. Đó. Ở trong đây mình sẽ làm gì? Trong đây add to section, add một cái row để cho nó cố định cái nội dung mình nằm ngay giữa ha. Cái row. Đó. Rồi trong cái row này mình sẽ add to column, add một cái test. Test này là headline. Headline này là về đi, về chúng tôi. Đó, và chúng tôi này muốn cho nó viết qua thì mình uppercase nè. Cho ra giữa luôn. Nhưng cái màu á, mình thấy cái màu nó là đang cái màu nó không đúng nè. Cái màu nó đang tẹp xuống thì mình sẽ mình ra hàng tra option nó để mình chỉnh cái màu light lên. Đó, rồi về chúng tôi có lên. Đó. Rồi. Ở dưới thằng về chúng tôi này mình muốn có gì đó thì mình bỏ vô sau. Rồi bây giờ mình add to column, add một cái test. Đó, cái test này mình bỏ cái chữ về chúng tôi vô, bỏ những cái câu nói, những cái đoạn giới thiệu về công ty thì mình bỏ vô đây. Thêm nữa ra nữa. Đó, rồi thêm ra nữa, dù viết cái gì ra. Rồi vô ra giữa. Đó. Không. Muốn có đoạn test, muốn có cái phần giới thiệu ở đây, ngắn ở đây thì mình sẽ dùng cái này F5 lại. Đó. Không, đó là như vậy. Để nhìn bạn thấy chưa? Đó. Rồi bạn nói em muốn có hình nữa, em muốn cái giới thiệu em vừa có hình vừa có chữ nữa. Dễ thôi. Nếu muốn vừa có hình vừa có chữ nữa thì bây giờ là hình vừa có hình vừa có chữ luôn không? Thì mình sẽ add element. Add một hình có hình có chữ đúng không? Add row nè. Một đây nè. Meta hình bên trái, hình bên phải. Em muốn hình bên trái, ok chọn này hình bên trái, apply, rồi bỏ tấm hình bên trái, đây, rồi bên đây mình sẽ bỏ cái chữ vô. Test vô. Đó. Đoạn bảng nè. Đó, thì thôi. Dán ra. Dán vô. Dán vô, dán vô, dán vô rồi. Chữ viết vô đây, hình bên đây chữ bên đúng không? Bạn nói em muốn có cái chữ bên đây có màu, cái chữ bên đây hình nền có màu, được luôn. Cái column này mình chỉnh background màu vô là cái chữ bên đây có màu, cái hình đây có màu, background màu gì, background color nè, muốn màu gì đó mình bỏ vô đây, chỉnh vô đây ha. Mà màu vậy xấu lắm, màu vậy không hay, mình chỉnh cái khác đi, mình chỉnh là rau ở đây có background màu đi.
Nhưng mà thấy cái chữ nó ấy quá đúng không? Thì mình chỉnh lại cái column bên này nè. Column này nó có một cái chỗ cho mình chỉnh là padding nè, mình cho nó khoảng 10. Mình cho nó hở ra 10. 10. 10. 10. Muốn hở bao nhiêu thì muốn muốn nó hở bao nhiêu, ở dưới không cần phải không? Ở dưới không cần hay không? Đó, 10 20 gì đó mình muốn thì mình bỏ ra, bỏ vô. Đó. Còn cái chữ này muốn màu 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 thì màu trắng á, thì mình cho nó là light. Light thì màu trắng. Còn không chữ chỉnh màu chết cũng được, đó. Thì mình sẽ có cái đoạn như vậy, đúng không? Đó. Là giới thiệu công ty. Bên chữ bên hình. Tiêu đề thì mình bỏ vô. Cái hai cái giới thiệu một, giới thiệu hai nè. Đây. Giới thiệu hai. Đó, đó, hai mẫu. Thích làm mẫu nào mình làm. Bên đây để video cũng được. Nếu như bên đây không thích để video. Không thích hình để video được luôn nghe. Xóa này đi. Add này vô, add một cái video vô. Đó, video đây thì mình sẽ có cái video bên chữ bên. Video mình sẽ lấy lên YouTube bỏ vô là có video thôi. Đúng không? Đây, apply. Có video. Được chưa? Muốn có bạn nói thiếu cái tiêu đề đây đúng không? Muốn có tiêu đề đây thì mình phải thêm cái tag tiêu đề nằm trên. Muốn có tiêu đề nằm giữa đây nữa được không? Được. Tạo một cái sách xanh dục nó vô mới được. Sorry, tạo cái session. Tạo cái session máy nó lag. Cái git này dư ha. Đó, git thì dư nè. Đó. Mình muốn có tiêu đề ở đây thì mình phải gom vô session đi. Gom vô session nè. Là trong cái session này, add to session này mình tạo một cái test. Test đây mình cho nó Hitline nè. Hitline uppercase luôn nè. Đang cho nó ấy, đây mình đặt lên là cái này là về chúng tôi. Đó. Nó tùy biến nhiều lắm, ví dụ như mình muốn tra giữa nè. Đây mình cái test này nằm trên. Test nằm trên trên kéo lên trên nè. Đó. Đúng không? Đó vậy. Mình đem này lên trên đây. Đó thì mình muốn về chúng tôi cách kiểu nào, kiểu trên kiểu dưới tùy theo mình thích, không thì kết luận lại ha, luận lại mình nhìn nè, những thằng nào tra thì nó sẽ nằm bên trên, ở nằm bên dưới nè, session là tra nằm bên dưới, những thằng nào con thì nằm bên trong cùng, đúng không? Đó, con nằm trong cùng đó. Còn những cái nào nó ngang hàng nhau, nó đi thẳng xuống á, thì nó ngang bậc với nhau, test này với này là nó ngang bậc nhau thì nó đi xuống. Được chưa? Đó. Vậy thôi. Mình muốn có background á thì cha nó phải có background. Mình muốn con nó màu thì phải chỉnh cha. Muốn con vô giữa phải chỉnh cha. Đó, ví dụ mình muốn con vô giữa thôi, chỉnh cha thì từ thì thằng con có vô giữa. Ví dụ đây chỗ này là đang màu trắng đúng không? Thằng cha nó là nào, cha nó là có là thằng thằng rau này nè, đúng không? Để mình chỉnh rau này, cha nó là sorry, cha nó không phải cha bự mà được. Cha này coi, rồi nó có một cái em có này thôi. Rồi bố cục, sorry. Đây nè. Đáp là màu tối, màu sáng, mình chỉnh tra nè, ha, mình kiếm vô con tra. Tra kế nó hoặc tra trên nó tùy theo ha. Đó. Đó thì mình muốn muốn kiểu này hay muốn kiểu này. Rồi còn dưới đây là show sản phẩm ra ha. Đó. Đó là cái những cái cách để mình làm thôi. Nhiều cách lắm, mỗi người mỗi có một cái cách để mình tự mình làm chứ không có theo một cái quy chuẩn nào hết ha. Đó, rồi kết thúc video.
Ở đây mình xong video này mình sẽ làm được cái phần giới thiệu ha. Đó, nhưng lưu ý quên, nếu mà sau khi làm xong cái này mình sẽ bấm qua phần điện thoại để mình chỉnh ở điện thoại luôn nha. Điện thoại mình thấy ok rồi thôi, điện thoại mình thấy chưa ok là mình phải chỉnh lại điện thoại theo cái frequency chỗ này như ở video trước tôi nói ha. Rồi.